Tại Hà Nội, đoàn khối các cơ quan trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuyên dương các bí thư tri đoàn tiêu biểu khối các cơ quan trung ương. Tới dự chương trình có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức đoàn và những thành tích tuổi trẻ khối các cơ quan trung ương đã đạt được trong suốt thời gian vừa qua. Cũng trong dịp này, đoàn khối các cơ quan trung ương đã tuyên dương bí thư tri đoàn tiêu biểu khối các cơ quan trung ương, vinh danh hai tri đoàn mạnh toàn quốc năm 2021, 17 bí thư tri đoàn tiêu biểu toàn quốc và 43 bí thư tri đoàn tiêu biểu khối các cơ quan trung ương vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên khối các cơ quan trung ương.